Mới đây tại Hà Nội, Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam VBA phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tọa đàm về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2015 NDCP của Chính phủ và Thông tư 195/2015 TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế tiêu thụ đặc biệt. Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp đồ uống đề nghị nên lùi thời gian thực hiện Nghị định 108 và Thông tư 195 đối với các doanh nghiệp bia rượu nước giải khát đến ngày 1 tháng 1 năm 2017, thay cho thời điểm 1 tháng 6 năm 2016, để doanh nghiệp có đủ thời gian chuẩn bị thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đồng thời kiến nghị Chính phủ xem xét lại quy định về cách thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phù hợp với các quy định pháp luật. Cũng tại buổi tọa đàm, nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị nhà nước xem xét giữ nguyên cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra của cơ sở sản xuất như quy định tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành.